Làm thế nào để một lễ hội âm nhạc trở thành một thương hiệu văn hóa để phát triển công nghiệp âm nhạc và công nghiệp văn hóa? Đó là một bài toán không hề đơn giản, nhưng hay Glamping Music Festival, hay Fest, đã thể hiện sự kết hợp đầy sáng tạo giữa âm nhạc và lễ hội. Đêm trình diễn tại công viên Yên Sở đã thỏa mãn giới yêu nhạc khi họ được đắm chìm trong không khí của lễ hội và thưởng thức những set nhạc hay cùng thần tượng. Sự kiện kéo dài gần 12 tiếng, từ 13 giờ chiều đến hơn 24 giờ đêm ngày 30 tháng 9. Đây đã là năm thứ hai của Hayfest với sự tham gia của nhiều ngôi sao cả trong và ngoài nước. Trong số các nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt chú ý đến Ronan Keating, cựu đội trưởng của nhóm nhạc Boyzone, Anh Quốc, và nhóm nhạc Hypop Epic High đến từ Hàn Quốc. Ronan Keating đã đến Việt Nam hai lần trước đây, nhưng lần này là lần đầu tiên anh biểu diễn trong một đêm nhạc quy mô như thế. Hayfest cũng thu hút dàn sao Việt nổi tiếng như Suboy, Zastati, MCK, Trung Quân, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Chili, Microwave, Mademoiselle, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Bùi Trường Linh, Minh, Minh Đinh, Osat, MACSIOT, KC, Gigi Hương Giang và ban nhạc Màu Nước. Tháng 10 này, Hà Nội chờ đón Monsoon Music Festival với rất nhiều hoạt động âm nhạc trải dài trong 10 ngày. Nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn của Monsoon chia sẻ, sau 8 năm ấp ủ, đi tham dự nhiều lễ hội âm nhạc trên thế giới, cuối năm 2014, ông và những người bạn của mình đã đưa Monsoon Music Festival đến với khán giả Hà Nội nói riêng và khán giả yêu nhạc trên cả nước nói chung. Qua 5 mùa thực hiện, Monsoon Music Festival đã trở thành một thương hiệu rất riêng của Hà Nội khi vào cuối thu đầu đông. Theo thống kê, qua 5 mùa, Monsoon Music Festival đã huy động 3.000 tình nguyện viên là sinh viên, rất nhiều bạn sau đó trở thành thành viên của ban tổ chức, thu hút hàng vạn khán giả và đạt doanh thu khoảng 15 tỷ đồng một năm, chương trình. Sau 5 lần tổ chức, Monsoon Music Festival đã đón hơn 225.000 khán giả trong nước và những du khách quốc tế tới du lịch Hà Nội. Hơn 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã tham gia biểu diễn qua các năm, trong đó có nhiều tên tuổi được yêu thích như ban nhạc Scorpion, Đức, nữ ca sĩ George Stone, Anh, nhóm Kodaline, Ireland, nhóm ADOY, Hàn Quốc, Lost Frequencies, Bỉ, Hugo, Hàn Quốc, hay nhóm Bon, Anh. Năm nay, Monsoon Music Festival trở lại lấy chủ đề phố hàng nhạc dựa trên cảm hứng từ tên gọi 36 phố phường Hà Nội và kéo dài từ 14/22/10 với hình thức mở rộng hơn. Đó là một lễ hội thành phố với 10 ngày âm nhạc, có sự tham gia của 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hơn 70 buổi biểu diễn và tính ra là 4.000 phút chơi nhạc, lan tỏa không khí lễ hội khắp thành phố Hà Nội vào cuối tháng 10. Điểm nhấn năm nay của Monsoon là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước như rapper Suboy và Vũ. Nhóm nhạc synthpop Sunset Roller Coaster đến từ Đài Bắc, Đài Loan, gồm 5 thành viên, nhóm này rất nổi tiếng với G. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố các hoạt động của Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần 3 HOZO. Chương trình có các hoạt động kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Trong đó các đêm nhạc trong XOZO Superfest là dấu ấn lớn nhất liên hoan vì quy tụ nhiều nghệ sĩ đỉnh đám trong và ngoài nước. Đây là chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc từ EDM, rock tới rap, jazz, pop, và có cả sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại. Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới để thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ và hứa hẹn trở thành một điểm hẹn thưởng thức văn hóa nghệ thuật độc đáo tầm cỡ quốc tế mang thương hiệu của thành phố Hồ Chí Minh. Với 3 lễ hội âm nhạc được tổ chức vào dịp cuối năm nhưng nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng đó chưa phải là nhiều. Bởi nếu phát triển các lễ hội âm nhạc, lợi ích mang lại cho đời sống và cộng đồng là không hề nhỏ. Cơ hội để phát triển công nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng khẳng định, Việt Nam có cơ hội để phát triển lễ hội âm nhạc vì dân số của chúng ta trẻ, lại rất yêu âm nhạc. Nhưng mỗi năm chúng ta mới chỉ có 2 đến 3 lễ hội là ít, nếu không nói là quá ít. Trong khi đó, thị trường hiện tại đang nở rộ các live show ca nhạc mà rõ ràng, không phải live show nào cũng chất lượng, đem lại cho khán giả những giá trị mới mẻ, nếu không nói có nhiều live show cũ và nhàm chán. Vì thế, mặc dù các lễ hội được tổ chức vào thời điểm nở rộ rất nhiều live show, concert của các nghệ sĩ, nhưng vé bán của Hayfest hay Monsoon đều hết từ sớm. HOZO được chính quyền hỗ trợ nên ở mùa 2 vẫn hoàn toàn miễn phí cho người dân. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn từ lễ hội âm nhạc và rõ ràng, khán giả Việt, đặc biệt là giới trẻ đã bắt đầu có thói quen mua vé tham gia lễ hội âm nhạc. Ở đó, khán giả được thưởng lãm một không gian. Điều đáng nói nữa là, thời gian qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến mới nổi của khu vực. Bằng chứng là có một số nghệ sĩ quốc tế đã sang Việt Nam diễn như The Moffat, 911, Blackpink, Charlie Puth hay sắp tới sẽ là nhóm Westlife, Epic High, Ronan Keating. Với những nghệ sĩ đã biểu diễn ở Việt Nam, họ cũng rất hài lòng và xúc động trước tình yêu âm nhạc, niềm say mê, cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Có công chúng, có một nền tảng đầu tư về tổ chức và có những ekip làm việc say mê, cống hiến với mục đích lớn nhất là vì cộng đồng. Rõ ràng, lễ hội âm nhạc đang là một món ăn tinh thần góp phần nâng cao đời sống văn hóa,
gu thẩm mỹ của người Việt trong thời gian tới. Đó cũng là cơ hội để chúng ta phát triển công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa. Theo Phó Giáo sư T.S. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Theo ông, đây là hoạt động vừa có mục đích tạo dấu ấn cho các địa phương, vừa trở thành cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, kết nối, giao lưu với đồng nghiệp, khán giả. Đó cũng là cơ hội để định vị tên tuổi của sự kiện nghệ thuật và nghệ sĩ Việt Nam trong dòng chảy chung của văn hóa, nghệ thuật thế giới. Những sự kiện nghệ thuật như lễ hội âm nhạc quốc tế hay rất nhiều các sự kiện nghệ thuật công cộng khác đang trở thành những địa chỉ hấp dẫn và thu hút sự quan tâm từ khắp cả nước và thế giới. Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Le Bros, đơn vị tổ chức HyFest cũng cho rằng, việc tổ chức lễ hội âm nhạc ở các thành phố lớn sẽ là cơ hội để kết nối và phát triển công nghiệp văn hóa, mang lại những lợi ích lâu dài và thiết thực cho cộng đồng.